Xin chào tất cả em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước do thầy có việc nên đột xuất nên thầy ra bên ngoài. Nên là trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 9CD 10, 11, 12 cho các em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang cái bài số 9C nhé. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta khảo sát sự biến thiên của hàm số này và đồng thời vẽ cái đồ thị của hàm số. Như vậy chúng ta có y sẽ bằng căn bậc 2 của x mũ 2. Căn bậc 2 của x mũ 2 thì chúng ta có thể viết nó bằng là giá trị tuyệt đối của x. Như vậy thì bây giờ cái bài này nó trở thành là cái vẽ sự biến thiên cũng như vẽ cái đồ thị hàm số của cái giá trị tuyệt đối của x. Đó nè. Như vậy thì ở đây đầu tiên chúng ta có là cái tập xác định. Ở đây d sẽ bằng r cái chiều biến thiên em. Cái chiều biến thiên thì ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ biết như thầy là y sẽ bằng là giá trị đối của x thì nó chia thành hai trường hợp với em nhé. Bằng x nếu như sao nào, cái x này như nào, nó là số không âm, x lớn bằng không. Bằng âm x nếu x này nó nhận giá trị là âm. Không nào. Như vậy thì từ đó chúng ta suy ra cái chiều biến thiên của giá trị tuyệt đối của x này nó sẽ đồng biến. Nó sẽ đồng biến ở đâu em? Là từ 0 cho tới dương vô cùng. Và nó nghịch biến ở trên khoảng là từ 0 cho tới âm vô cùng. Là thầy nói từ âm vô cùng đến 0 nha. Như vậy thì từ đó ta có cái hàm số y bằng giá trị tuyệt đối của x đồng biến trên cái khoảng từ 0 cho tới dương vô cùng và nghịch biến. Nghịch biến trên cái khoảng là từ âm vô cùng cho tới 0. Được chưa nào? Đó. Chúng ta đi sang cái bảng biến thiên em. Cái bảng biến thiên thì khi chúng ta có cái chiều biến thiên rồi thì chúng ta vẽ cái bảng biến thiên rất là dễ các em ha. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta có x, ở đây chúng ta có y. Như vậy đây là âm vô cùng, 0. Tới đây dương vô cùng. Không nào, như vậy đây 0 các em. Như vậy đây dương vô cùng. Ở đây cũng là dương vô cùng. Như vậy thì chiều biến thiên nó như này. Ở đây cái hàm số này khi chúng ta vẽ thì nó nhận ở hai nhánh. Một nhánh là y bằng x và một nhánh là bằng y bằng trừ x. Hả nào? Đó. Ok. Các em rõ chưa nào? Như vậy thì ở cái đồ thị của nó các em. Cái đồ thị hàm số y bằng giá trị đó của x. Hả nào? Là như vậy thì trong cái nửa cái khoảng mà từ 0 cho tới dương vô cùng á, thì cái đồ thị hàm số nó trùng với cái anh nào? Trùng với cái anh là y bằng x. Ngược lại, từ âm vô cùng cho tới 0 thì hàm số nó trùng với y là bằng âm x. Đó nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có là cái trong nửa khoảng từ 0 cho tới dương vô cùng thì cái đồ thị hàm số hàm số y bằng giá trị đối của x trùng với các em, trùng với cái đồ thị hàm số y bằng x. Được chưa nào? Đó. Ok, và ngược lại thì từ âm cho tới 0 đây thì nó sẽ nhận cái y bằng âm x. Hả nào? Ok, như vậy thì ở đây chúng ta có cái điểm các em nhé. Cho bảng giá trị. Cái bảng giá trị của nó các em. Như vậy thì
Đố các em tại sao thầy kỹ tới hai dòng à? Đây là x, ở đây là bằng x, ở đây là bằng âm x các em ha. Như vậy nếu thầy cho x ở đây bằng 0 thì y đây chắc chắn bằng 0, ở đây cũng bằng 0. Đúng chưa nào? Cái thứ hai, ở đây thầy cho x bằng 1 thì y đây bằng 1, nhưng mà y ở đây sẽ bằng âm 1, có đúng chưa? Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị này. Ở đây là x kem, ở đây là y, ở đây là 0. Được chưa? Như vậy thì x bằng 0, y bằng 0 thì nói chung là nó có điểm đầu tiên là đi qua tâm, qua cái góc tọa độ ở đây. Thứ nhất, đối với x với y đây thì ở đây ta có là x bằng 1 thì y bằng 1, thì đây các em, x bằng 1, y bằng 1, chúng ta nói là ở đây một điểm. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cái nhánh đầu tiên, thì đây chính là cái đồ thị hàm số y bằng x, hả nào. Còn ở đây chúng ta có x bằng 1, x bằng 1 mà y chúng ta là bằng âm 1, à không hả em. Ở đây chúng ta nên lấy cái giá trị, ở đây chúng ta nên lấy cái giá trị khác em, tại vì nó lấy nhỏ không mà, chúng ta không nên lấy cái giá trị là 1 được. Mà ở đây chúng ta lấy cái giá trị giùm thầy là đó chính là âm 1 đi. Thì anh đây sẽ là 1 nè các em. Nha, thầy quên mất. Nhầm. Như vậy thì ở đây chúng ta có giá trị đây là âm 1 nè. Thì nó nhận giá trị y đây sẽ là 1 nè. Tại vì nó là x nhỏ hơn 0 mà. Mà các em lấy x bằng 1 là sai rồi. Đó. Như vậy thì ở đây nhánh đây là chính là y sẽ bằng âm x nè. Được chưa các em? Rồi, cái này chúng ta bỏ đi nha. Ok. Được chưa? Ta đi xem cái bài 9C kìa. Khá dài các em ha. Thầy xin lỗi là do nãy thầy nhầm nha. Để ý. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài D các em nhé. Rồi, chúng ta có câu D các em. Như vậy thì ở đây câu D của chúng ta đã chính là gì các em? Ở cái hàm số cũng là chứa giá trị tuyệt đối các em ha. Đó. Như vậy thì ở cái câu D này thì ban đầu chúng ta thấy là chúng ta nên viết trước đây. Nó cũng chia thành hai trường hợp các em ha. Như vậy thì nó sẽ bằng là gì? Bằng x cộng 1. Nếu sao các em? Cái x cộng 1 này nó lớn bằng 0. Nghĩa là chúng ta tương đương với x nó sẽ lớn bằng âm 1 ha các em ha. Đó. Bằng âm x rồi âm 1. Nghĩa là chúng ta đặt dấu trừ trước, chúng ta đổi dấu ha. Nếu x cộng 1 này nhỏ hơn 0. Nghĩa là tương đương x này sẽ nhỏ hơn âm 1. Được chưa nào? Như vậy bây giờ đầu tiên chúng ta có cái tập xác định. Tập xác định đó chính là D sẽ bằng R, cái chiều biến thiên em. Thì ở đây chúng ta có là cái hàm số, cái hàm số y bằng x cộng 1 này nó sẽ đồng biến, nó đồng biến ở trên cái khoảng này các em, nghĩa là âm 1 cho tới gì, dương vô cùng ha, âm 1 cho tới dương vô cùng và nghịch biến trên cái khoảng, nghịch biến trên khoảng này các em, ở đây các em đó chính là gì, âm vô cùng cho tới âm 1. Được chưa? Và bảng biến thiên các em.
Rồi, chúng ta có cái bảng biến thiên. Như vậy thì ở đây chúng ta có là x, đây y, đây âm vô cùng, âm 1 ở đây, đây dương vô cùng, đúng không? Như vậy dương vô cùng ở đây này, tới số 0 ở đây, vô cùng. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì em? Đó. Ok, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái đồ thị. Vẽ đồ thị hàm số. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai trường hợp các em. Trường hợp thứ nhất, ở cái nhánh thứ nhất là y sẽ bằng x cộng 1 nếu ở đây x lớn hơn bằng âm 1. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cho các em ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho thầy là x bằng 0. Thì ở đây chúng ta suy ra y sẽ bằng 1. Có đúng chưa nào? Tiếp tục chúng ta cho dùm thầy y bằng 0. Y bằng 0 thì suy ra x sẽ bằng ở đây là âm 1. Được chưa? Ta vị nhánh thứ hai là y sẽ bằng âm x âm 1 nếu ở đây x nhỏ hơn âm 1. Ở đây khi chúng ta cho x nhỏ hơn âm 1 nữa là bây giờ chúng ta cho x và x của chúng ta là x bằng âm 2 đi các em. X bằng âm 2 thì ở đây chúng ta suy ra y chúng ta là bằng âm 3 đúng không nào? Và một điểm nữa là chúng ta cho y đây bằng 0. Thì suy ra x ở đây sẽ bằng âm 1. Rồi. Ok, chúng ta sẽ tiến hành vẽ nhé. Đây, x 0 em. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ nhánh thứ nhất. Ở đây chúng ta có là x bằng 0, y bằng 1. X bằng 0, y bằng 1 ở đây nha. 1 đây. Điểm y bằng 0, x bằng âm 1. Đây em. Như vậy thì chúng ta nói dùm thầy hai cái nhánh này đầu tiên. Như vậy thì đây chính là cái hàm số y sẽ bằng là x cộng 1 này. Được chưa? Cái thứ hai là chúng ta có x bằng âm 2 thì y bằng ở đây y bằng bao nhiêu các em? Ồ, lại nhầm nữa ta. X bằng âm 2 nghĩa là âm đây là dương, 2 trừ 1 ở đây y bằng 1 chứ. Sao dạo này thì hay nhầm vậy ta? Rồi y bằng 1, như vậy thì nó chính là ở đây nè các em. Thì nói sao mà thì nhắn nói sao nó khác khác. Do là nhờ vào cái chiều biến thiên em. Thì chúng ta phát hiện được nó sai. Mình đi nhắn phía bên đây chứ. Âm 3 thì nằm dưới đây thì sao đúng được đúng không? Rồi. Thầy bị nhầm ở đây. X bằng âm 2 thì âm với âm này là dương, nghĩa là 2 trừ 1 bằng 1 nè. Y bằng 0. Y bằng 0 thì x bằng âm 1. X bằng âm 1 là ở đây nha. Nhưng mà chúng ta tiếp tục nói nhánh đây. Đó. Được chưa nào? Nhánh bên đây là thể hiện là y sẽ bằng âm x trừ 1 này. Cả cái đồ thị này đó chính là giá trị tuyệt đối của x cộng 1. Được chưa nào? Rồi, như vậy thì đây là câu D các em.
đạo này hay nhầm ghê luôn. Nhầm nhưng mà thầy phát hiện kịp thời rồi cũng sửa ngay ha. Rồi, được chưa em? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài số 10 nhé. Rồi, chúng ta có bài 10 em. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số. Như vậy thì ở đây chúng ta có câu A. Y bằng x mũ 2 trừ 2x trừ 1. Đây chính là hàm số bậc 2 các em ha. Cái điều kiện chúng ta A đây là bằng 1 thì cái này lớn hơn 0 để chúng ta lập cái bảng biến thiên, cái chiều biến thiên cho nó chính xác các em ha. Như vậy thì đầu tiên chúng ta có tìm tập xác định trước nha các em nha. Tập xác định đây là D sẽ bằng R, được chưa? Được chưa nào? Cái thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm cái chiều biến thiên của cái anh này. Mà để tìm được chiều biến thiên thì chúng ta nên xác định được cái tọa độ đỉnh, cái tọa độ đỉnh của nó, không các em ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, chúng ta nên xác cái tọa độ đỉnh, không các em ha. Thì chúng ta mới lập được cái bảng biến thiên được tọa độ đỉnh, đỉnh y, mà cái đỉnh y của chúng ta ở đây đó chính là âm b trên 2a với âm delta trên 4a. Cái công thức này chúng ta đã nắm rồi đúng không? Như vậy đầu tiên ta có âm b trên 2a, mà đây b của chúng ta ở đây chính là âm 2, nghĩa là âm phía âm 2 trên 2a như này. 2 chia 2 thì được 1, tọa đỉnh nó cũng là 1 này. Cái đây là hoành độ này, nhờ tới trung độ âm delta trên 4a, mà âm delta chúng ta là bằng thì em âm 2 tất cả mũ 2 trừ 4ac, 4 nhân a nhân c, 4 ở đây nhân a em ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có trừ này, 4 này, trừ với trừ để thành cộng này, 4 nhân 1 ở đây là 4 này, trên này 4. Như vậy thì 4 4 8 trừ này trừ 8 chia 4 thì bằng âm 2 này, đó, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có cái chiều biến thiên em. Chiều biến thiên thì gây theo em thì hàm số nó đồng biến và nghịch biến trên khoảng nào các em? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái hàm số nó sẽ đồng biến trên cái khoảng là gì các em? Từ 1 cho tới dương vô cùng, và hàm số nghịch biến trên cái khoảng là gì các em? Từ âm vô cùng cho tới âm 1. Đó nè. Thành lỗi 1 chứ. Lại nhầm. 1 chứ lại âm 1, nhìn nhau lạ kỳ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái bảng biến thiên xem nhé. Bảng biến thiên của chúng ta kìa. X này y từ âm vô cùng cho tới 1 ở đây, dương vô cùng, dương vô cùng cho tới đây là cái tọa độ tung độ này, tung độ đỉnh không? Như vậy thì nó chắc chắn sẽ có cái dạng là như này. Được chưa các em? Rồi, tiếp tục là tới cái vẽ đồ thị các em ha. Vẽ đồ thị hàm số. Vẽ đồ thị hàm số nè. Như vậy thì đầu tiên chúng ta có cái tọa độ đỉnh. T
tọa độ định y của chúng ta đã chính là gì các em? Đó chính là hồi nãy chúng ta có là 1 với lại âm 2 ha. 1 với âm 2. Tiếp tục trục đối xứng. Trục đối xứng của chúng ta đã chính là x sẽ bằng mấy? Bằng 1. Tọa độ giao điểm với cái trục OX với lại là OY. Không, bây giờ với OY trước đi. Phải có đầy đủ đây miễn vẽ được em. X bằng 0 khi mà với giao điểm với cái trục tung thì khi đó x bằng 0 thì chúng ta suy ra y sẽ bằng mấy em? Đây. X bằng 0 thì thế vào đây thì y chúng ta sẽ bằng âm 1. Được chưa nào? Như vậy y chúng ta bằng âm 1. Như vậy ở đây thì có đây chính là điểm A. 0 âm 1. Được chưa? Bây giờ tiếp tục là cái điểm đối xứng. Và cái điểm đối xứng của cái điểm A phẩy, của điểm A phẩy qua gì các em, qua cái trục đối xứng là như vậy, thì ở đây cái A phẩy chúng ta theo em là bằng bao nhiêu các em? Bây giờ các em thấy là khi nó đối xứng á, thì cái y này nó sẽ bằng nhau, nghĩa là y này nó sẽ bằng là âm 1 này. Ở đây âm 1 thì âm 1 với âm 1 thì hết. Như vậy thì chúng ta có ở đây là x mũ 2 trừ 2x bằng 0. Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta đặt x ra chung là x bằng 0 thì nãy chúng ta có rồi. Như vậy thì x ở đây bằng 2 đúng không nào? X đây bằng 2. Đó. Tiếp tục với ô, với ô x thì ở đây chúng ta có y bằng 0. Y bằng 0 ha. Thì chúng ta tương đương là cái phương trình là x mũ 2 trừ cho 2x trừ 1 bằng 0. Chúng ta giải phương trình này ra. Cách bấm máy tính nha. Mod 1 1. Đây rồi. Rồi. 1 âm 2 âm 1. 1 âm 2 âm 1. Ủa không chẳng hay ta. Không chẳng nha em. Mà cái máy của thầy thì nó không đưa về căn được nên là nó hơi khó ha. Bây giờ người ta bắt buộc phải giải bên ngoài thôi. Bây giờ thầy sẽ lấy một cái tờ giấy khác để thầy giải cái delta ở đây thử nha. Ở đây là delta phẩy. Delta phẩy sẽ bằng là âm b phẩy, nghĩa là âm 1 mũ 2 trừ cho AC. AC người ta là âm 1 nhân cho 1. Như vậy đây là 1 trừ trừ đây là thành cộng, như vậy nó là căn bậc 2. Như vậy thì ở đây x1 chúng ta là trừ trừ b, trừ b phẩy cộng căn bậc 2 căn bậc 2 của delta phẩy, nghĩa là căn bậc 2 của 2 trên a. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? 1 cộng căn 2 của 2 với lại 1 trừ căn 2 của 2 đúng không? Rồi nó có hai nghiệm như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra dùm thầy là x nó bằng 1 cộng căn 2 của 2 với lại x sẽ bằng 1 trừ căn 2 của 2. Như vậy cái điểm B đi thì đây chính là 1 cộng căn 2 của 2 0, và cái điểm C đó chính là 1 trừ căn 2 của 2 0. Thế nào, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ nhé. Rồi ok các em. Bây giờ chúng ta đây có là trục hoành, trục tung, trục hoành. Không biết bữa nay thầy hơi mệt thì sao. Dạy các em thét nó không mệt. Rồi, cái tọa độ đỉnh 1 âm 2. 1 đây các em. Âm 2 đây là âm 1
âm 2 đây. Như vậy tọa độ đỉnh là nằm ở chỗ đây. Ok, đây chính là đỉnh Y. Được chưa? Cái tiếp theo là chúng ta nên xác định cái trục đối xứng của cái hàm số này. Đây, trục đối xứng đi qua X bằng 1 là trục đối xứng. Giờ chúng ta xác định điểm A giao điểm với trục OI 0, âm 1. 0, âm 1 là đây. Như vậy đây chính là A này. Bây giờ đối với nó đó chính là 2 với âm 1. 2 x bằng 2 đây. Em ha. 2 với âm 1 là chỗ này này. Từ từ em. Có bị sai sai, thầy như bữa nay đang bị rối loạn hay sao? 0, âm 1, ơi xa. Âm 1 đây chứ. Thầy nó quả sao? Đây A này, chứ không phải A chỗ đây nha. Đây 2, âm 1. Âm 1 chỗ này này. Thầy bữa nay bị sao? Thầy xin lỗi với em nhé. Tâm trạng thầy không được tốt em ạ. Chắc có khi là hết bài này thầy lại dừng. Để thầy tâm trạng tốt quay nó hiệu quả cho như này là thầy cũng không thích. Đây chính là A phẩy nè các em. Đó. Bây giờ B của chúng ta là 1 cộng căn bằng 2 của 2 bằng 2,4, mà đây là 2. Đây 3 nè các em. Thì hai đây 2,5, 2,4 chỗ đây. Định cho nhanh đi. B này. C là âm 1,4. Thì đây là âm 1, đó nè. Thì âm 1, đây là âm 2. Thì âm 1,4 nằm chỗ đây. Như vậy đây chính là C. Rồi, bây giờ chúng ta có thể vẽ được rồi đấy. Các em nhìn. Rồi C là bằng âm 0,4 nhé, 1. Đúng không? 0,4 cho nên lệch ngồi đây dữ à. Đúng là trạng tâm trạng của thầy nó không được tốt em. Ở đây 1 đúng không? Âm 0,5 ở đây như vậy. Đây C đây các em. C đây nhá. Thì xin lỗi nhá. Từ giờ thì thấy cái clip này là thầy đầu óc của thầy nó bị sao á. Rồi. Rồi ok các em. Đây chính là cái hàm số y bằng x mũ 2 trừ 2x trừ cho 1. Đây các bước nào các em. 10A. Ok chưa các em? Có gì sai sót các em bỏ qua thông cảm cho thầy nhé. Thầy thực sự là tâm trạng bữa nay không được tốt các em ạ. Mệt, thầy cảm giác buồn nôn. Đầu choáng. Con người nó không phải tới cái lúc nào đó như vậy các em. Đây. Hơi nhanh không em? Có gì các em bấm dừng lại nha. Rồi. Ok. Tới đây thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho các em từ bài 10B nha các em nhé.